Ngày 18 tháng 7 1928, Chân Cực Lão Sư. Hỷ chư đạo hữu, chư đạo hữu đã có nghe lời thánh giáo về vận mạng nên hư của nền đạo, vậy có hiểu rõ tôn chỉ chánh đáng của đạo là sao chưa? MN nói thử. Ấy là hành chánh, còn tôn chỉ là sao? Hiệp đặng chi, kết dây thân ái đặng chi? Hiểu nhưng chưa cạn đó. Chư đạo hữu phải biết rằng đạo trước khi gieo truyền cho ngoại quốc phải dìu dắt kết chặt dân sanh nơi vùng Nam này, đặng cùng nhau chung hợp trên con đường hòa bình, chậm rãi lần ra khỏi lối khốn khổ lao lung nơi cõi trần này, rồi tự tại ngâm câu thái bình. Chừng ấy chim về cội, cá về sông, hớn hở trao lòng thiện niệm mà bước lên nấc thang thiêng liêng mới đặng. Ngày nào đạo nơi đây chưa hòa, người nơi đây chưa đủ sức kiềm chế lấy nhau và chưa đủ tinh thần ngay chánh chỉ nẻo dẫn đàn, người đạo chưa phế được tham danh chác lợi, thì ngày ấy đạo nơi đây chưa gọi là trọn thành, thì cũng chưa một ai mong khởi công mà tâm địa vị thiêng liêng được. Chư đạo hữu phải lọc lừa lại, tìm người có tâm trí kết liên thân ái, chung hiệp nhau bỏ sự lãng phí, dụng đồng tài nơi giọt mồ hôi được tích thiểu thành đa, kỳ dựng một cái nhà chung để ngài phong võ, nương dựa được thung dung ngồi ngắm thế sự và chấn hưng mối đạo quý quá. Ấy là lọc không làm mà no, không đất mà ấm cúng đó. Phương chi ràng buộc hình hài, thần hao trí mệt cả ngày, rốt lại còn chi tráng kiện mà xa lo rộng nghĩ. Đạo chẳng phải một hội để lo chôn thay, cũng chẳng phải mối hàng để nhóng giá, mà chư đạo hữu hiện thời đã thấy đạo có ích về hai sự ấy mà thôi. Buồn, người đạo đã bơ phờ như gái mới về nhà chồng ban sơ, ruột trống rỗng như thùng không, trí não chưa thấy xa hơn gối, nhóm lại nghịch lẫn nhau, dèm xỉm nhau, lo đứng trên người khác nhưng lại không tài liệu biện cho có ích chi cả. Đấng Chí Tôn vì thương dân tình nơi đây đã khổ tâm nên gieo đạo, đem chiếc thuyền cận bến để dìu dắt vào chỗ bình địa, đặng tự tại thung dung mà vì chưa hiểu thấu căn nguyên khổ bao giờ trông thoát. Đạo sắp tàn, nội đạo phân chia, chư đạo hữu phải lo níu kéo lại một mớ, người nào hay người nấy, rồi đây mỗi chỗ mỗi dựng riêng ra, chư đạo hữu mới tùy thế đó mà tôm góp lại. MN à, hành lễ do thánh giáo lúc nơi đàn cầu kho chẳng nên bày vẽ nhiều. Văn pháp bạch: được, nhưng còn sơ sót, món nào liệu chẳng có ích thì nên chế giảm, trừ ra nhạc phải giữ cho toàn, đi lễ cho có vẻ nghiêm nghị, ấy là hai món đại khái đó. Nhạc còn chưa đủ thể cách đờn để rước chư tiên thánh, không phải vậy là đủ. Người nhạc công phải ăn mặc tinh khiết, sắp đặt vào khởi nhạc phải có thứ lớp phân minh, chớ chẳng phải muốn đờn bài chi cũng đặng, ấy là trái thánh ý đó, phải sắp đặt lại nghe. Nơi đàn nào mà khác hơn thánh giáo và bài biện nhiều trái cách thì đạo hữu không phép tham dự. Thăng. Chợ Lớn, ngày 26 Chile 1928, Mậu Thìn. Thầy các con, các con xa thánh giáo của thầy đã lâu, tưởng lòng cũng hằng ước mơ hoài vọng, mà thầy lâu đến để lời tâm quyết chỉ giáo cho các con.
thầy cũng buồn lòng mà thấy bầy con lao nhau lố nhố, lặn hụp chìm đắm giữa cõi hư sanh này. Các con ơi, thầy lấy đức háo sanh mà dìu dắt các con, chẳng khác nào như kẻ làm cha nương niu dạy dỗ một trẻ bé, trông nom cho nó mau trưởng thành, hầu lưu danh truyền nghiệp, cho có tên tuổi với đời. Sự nên hư của tôn chỉ nền đạo có một phần ảnh hưởng rất lớn lao với quyền thế của thầy, danh vọng của thầy và luôn đến ngôi vị của thầy nữa. Các con nên thì thầy vui, con buồn thì thầy buồn, mà con đau đớn tất thầy đau đớn. Vậy trong đời này sự buồn vui dinh nhục phước họa cũng chẳng khác nào mấy ngọn sông mấy hòn núi của thầy lấy luật thiêng liêng mà tạo. Sông có thể thành ruộng, núi có thể diệt tiêu mà làm biển cả, cũng như sự buồn lắm lúc hóa ra vui, sự vinh thành nên nhục, cái phước đổi cái họa vậy. Thầy thương phần nhiều các con dám xả diệt thế trần, trong mong noi chí của thầy mà dìu dắt đoàn em dạy. Nhưng than ôi, bầy quỷ rất hung hăng, một con sâu làm rầu cả mùa màng, vì vậy mà con đường của các con bị linh chinh vì nơi hành động của một hai kẻ có trách nhiệm xứng đáng. Cái quả lây dạ tràng kia nhiều khi phải bôi xóa đến công trình xứng đáng của mỗi con và nhận chìm luôn đến con thuyền bát nhã. Có lẽ mỗi con cũng hiểu thấu. Các con ơi, thầy thương đến tâm thành chánh trực đạo đức khiêm cung, cũng như thầy xóa kẻ xảo trá gian tà cầu danh chát lợi. Ôi, thầy cực nhọc bao phen mà nay con đường ngó lại còn dài thăm thẳm, thầy chỉ mong mỗi con tỉnh hồn thức trí ngó lại bước đường sái trước kia mà lập tâm làm việc chánh đáng. Theo lần thầy thì sự may mắn ấy không còn chi cho thầy vui hơn nữa. Tr, con chớ phiền muộn lo buồn chi, địa vị mỗi con thầy đã lập thành. Cái tai nạn kia vừa qua thì có lẽ một ngày thầy sẽ thấy các con khung dung mà hiến cho thầy một sở trông cậy chắc chắn. Quyền thiêng liêng của thầy nơi tai, nếu chẳng phải để dắt các con chớ cho ai được. Khá trông cậy chí cao thượng anh phong mà nhìn sự đau đớn chính mình thầy đây không tránh khỏi. Đời vui tạm sống thừa, đạo thiêng liêng bất tận, nên cân nặng nhẹ trọng khinh mà chiều theo thời thế và tin tưởng trông cậy nơi thầy, thì kiếp phù sanh của mỗi con và duyên tiền định của mỗi đứa đều nằm trong tay thầy hết. Tr, con hiểu ha. Tr, con ráng khuyên cần bạn con và ráng mà tuân lời lý bạch, ấy là hai chuyện thầy cậy con. Thầy ban ơn cho các con. Thân Cầu Nhiếm, ngày 19 tháng 6 năm Mậu Thìn 1928. Thầy các con. Tr, th, hai con đã để công trình đi đến nhiều chỗ đặng gieo truyền mối đạo của thầy, nhưng hai con chưa rõ tình thế của mối đạo lúc này là sao. Đạo hiện giờ cũng chẳng khác chi người bệnh mà lương y coi chưa ra chứng, bề ngoài coi chẳng có vẻ chi trầm trọng, nhưng một ngày kia nếu chẳng rõ mà chế cãi thì sức tại trong mà loáng ra ngoài, thế mạnh như núi đè cây biển tràn bờ, chẳng thế chi ngăn chống nổi. Ấy là lúc bệnh xung trong ngũ tạng lục phủ nhập đến cao quan, thì người bệnh dầu số trời cứu cũng không qua đặng. Các con dòm nền đạo bề ngoài coi dìm già sung túc mà chẳng thấy rõ cái mạch bệnh trong tâm, chẳng khác chi thế sở chế bạo tần, ham cái mạnh bề ngoài
biết cái sợ nơi mặt, chớ chẳng rõ lòng người ra sao mà không độ cái mạnh cấp thời đó, sẽ dần dần tan như giá mà đổi ra yếu hèn thấp nhược. Mỗi chỗ đều mong độc lập riêng, người trong đạo phần nhiều mong hiệp thế riêng cho mình, mà kình chống trở mặt với mỗi con. Đạo thế chẳng kiếp thì chày sẽ thành ra một mối hàng, mà mỗi người trong đạo sau khi giành giật cấu xé nhau thì sẽ phân chia tan tành manh mún để trò cười về sau đó. Ấy là tại nơi đâu? Người hành đạo chẳng đủ quyền chế cãi, kẻ tự cao muốn chiếm vị cầu danh, nghịch tư cách đối đãi với thế tình, gây ác cảm mà tạo thù oán. Hai con phải biết chỗ yếu nhược của đạo nơi đó mà kiếm phương tìm trước, lấy cộng hòa hiệp nhân ý mà điều đình sửa cãi cho chóng. Làm sao cho mỗi đạo hữu các con đều ngó về tòa thánh mà xưng tụng ân huệ của mỗi con có trách nhiệm xứng đáng, và làm sao cho dứt mối hiềm thù riêng của mỗi đứa, hiệp đồng trí thức mà làm cho người ngoài dòm vào nhìn nhận mối đạo quý quá và thải đều sùng bái cử chỉ cao thượng của các con. Chừng ấy các con dầu không mạnh cũng ra mạnh, không đông cũng nên đông, mà việc phổ độ nhân sanh chẳng còn điều chi trắc trở. Đạo trễ một ngày thì hãy cho chúng sanh một ngày, mà mỗi đứa đều gây ác cảm làm cho mối đạo thành ra bánh vẽ, thì chừng nào đạo trọn thành nơi đây, chừng nào cho đạo truyền ra ngoại quốc. Trong còn mơ màng như người say chưa tỉnh thì ngoài thế nào được đầm ấm mà gieo lần ra. Các con biết xưa những chi chi mà trái với cả nhân tâm thì khó bền khó vững. Chánh sách cộng hòa yên tịnh là chánh sách của các con đặng dùng lập đạo mà thôi. Kiêu hãnh thái thậm, vào muốn có người trình, ra muốn có kẻ cúi, khoác nạt đè ép, biết mình mà chẳng màng, biết đến người hay ỷ sức mà chẳng dòm xem thời thế, chẳng thâu phục nhân tâm, chẳng biết dùng khiêm từ mà đãi khách, là những nét của các bậc dương bá xưa dùng mà phải tan thành vũ trụ đó. Nay các con lập một đạo cũng chẳng khác chi lập một nước, phận sự lại còn khó khăn hơn. Liệu mà sửa cải, liệu mà điều đình mới có thể chống ngăn sự tàn hại mà làm cho nền đạo được vững. Người được hòa, tâm được hiệp, ngoài được mạnh, trong được thung dung, gieo giống quý màu thì công ấy chẳng chi sánh được. Thầy vì thương chúng sanh, tưởng công lao của mỗi đứa nên chẳng nỡ để cho mối đạo điêu tàn. Nhưng nếu trong các con chẳng có đứa nào lãnh phần chế biến làm cho hòa thuận chung vui, để cho đến đổi hiềm thù oán ghét nhau mà để trò cười muôn thuở, uổng công dìu dắt của thầy bấy lâu, thì biển khổ sông mê là nơi các con chịu đời đời kiếp kiếp đó. Thương chẳng đặng thấy nên, thì dầu cho các con càng đông lại càng thêm nhiều người làm rối, thêm mối hận, để chờ dịp cắn xé nhau chớ chẳng ích chi, nên biết nghe. Thầy ban ơn cho các con. Thăng.